Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sao Việt của chúng tôi. Và sau đây là bản tin xôn xao hình ảnh Trường Giang chăm sóc Nhã Phương. Bức ảnh ghi lại cảnh Trường Giang đang chăm sóc Nhã Phương rất tận tình khiến dư luận một lần nữa dậy sóng. Cách đây không lâu, fanpage chính thức của Trường Giang đã chia sẻ hình ảnh chụp lén trong bóng tối của anh và bạn gái Nhã Phương với lời đề tựa khá dễ thương rằng: anh thích công việc yêu em không lương và thương em không cần nghỉ phép, khiến dư luận một lần nữa nổi bão. Ngay sau khi đăng tải, bức hình chụp lén đáng yêu này được fan của cặp đôi chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Được biết, bức ảnh ghi lại trong hậu trường của một chương trình. Trong ảnh, Trường Giang đang vô cùng cẩn thận đút thức ăn cho bạn gái. Anh cũng không quên dành cho bạn gái ánh nhìn vô cùng tình cảm và chân thành. Hình ảnh ngọt ngào này đã khiến người hâm mộ của cặp đôi thêm một lần nữa phủ nhận tất cả những ghi án rạn nứt. Dòng chia sẻ đáng yêu của Nhã Phương khiến không ít người phải ghen tị trước tình cảm hạnh phúc của cả hai. Câu chuyện tình cảm của cặp đôi này luôn là đề tài thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Hầu như không tuần nào mà cái tên Nhã Phương và Trường Giang không xuất hiện trên các mặt báo. Cả hai luôn khiến người hâm mộ ghen tị vì những hành động ngọt ngào dành cho nhau. Đặc biệt, Trường Giang thường xuyên làm fan nữ xao xuyến vì những hành động ga lăng như xóa ca ngôn tình dành cho bạn gái. Mặc dù gần đây, những lùm xùm tình cảm giữa Trường Giang và Quế Vân khiến nhiều người hâm mộ lo ngại cho tương lai tình cảm của cặp đôi này. Mà đặc biệt, cả hai nhân vật chính cũng hạn chế nhắc đến đối phương, khiến nhiều người cho rằng có khả năng chuyện tình cảm của cặp đôi nhất nhì showbiz Việt này sẽ gặp trục trặc. Không giải thích hay thanh minh, thế nhưng những hình ảnh cả hai tay trong tay trao cho nhau những cử chỉ thân mật đã đánh tan những hoài nghi từ phía dư luận. Đây được xem là một trong những cặp đôi hot nhất nhì showbiz Việt. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share, nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!